Xin chào các bạn. Hôm nay mình với chị hai mình qua qua nhà bà ba thăm bà ba. Bà ba này thì không có bà con với mình, nhưng mà bà ba hoàn cảnh bà ba khó khăn. Hồi đó bà ba ở đậu trên đất của cô Sáu mình, đất của cô Sáu mình thì kế bên nhà mình, cho nên là mà nay bà ba qua ở với con trai bà ba rồi. Mà nhà thì cũng không có khá, cũng nghèo, cho nên là lâu rồi mình không đi thăm. Bữa nay mình với chị hai mình đi thăm bà ba. Các bạn cùng đi với mình nha. Bà ba ăn sao á? Bà ba nghe đây nè, có ai vậy? Có ai ở nhà vậy? Có ai ở nhà không? Bé ơi, bà nội đâu rồi con? Con nhà với ai vậy? Gì có bà nội mà? Bà ba ơi, bà ba ơi, con nè, Khánh nè. Ừ. Bà ba. Đây là nhà của bà ba. Bà ba hôm nay khỏe không bà ba? Hôm nay bà ba khỏe không? Khỏe. Dung. Bà ba hôm nay thấy tâm người sao rồi? Cái ghế vừa kìa, ngồi đi. Ngồi đi. Ủa hai chị em nhà hay gì vậy? Cưng làm gì sao á? Ủa vậy hả? Hôm nay nghỉ hè hả Cưng? Thi được không? Học sinh gì? Học sinh khá. Rồi cha đâu rồi? Dạ cha con đi mua đồ để ngày mai. Mai làm gì? Ngùng 5 tháng 5 á hả? Dạ. Cha đi đâu chưa? Dạ lâu rồi. Giờ rửa chén vậy hả? Chừng nào mới vô học lại con? Dạ 10 tháng 8. Giỏi ha. Đây là cháu nội út của bà ba, nhưng mà giỏi nhất nhà. Giỏi nhất nhà trong có ba anh chị em, một người chị, một người anh nữa. Nhưng mà út là giỏi nhất nhà đúng không út? Út chăm sóc cho bà ba giỏi lắm, ngoan phải không? Bà nội sai gì lắm đó phải không? Bà ba nói sao bà ba? Thì kho rượu. Kho rượu để lâu được. Bà ba nói kho nhiều ăn không hết. Ngày hâm hâm này nó không ngon. Giờ kho rượu. Chứ cho ít thì con đâu có tới thường được đâu.
lâu lâu con mới tới một lần. Đặt lợp thì có cá không? Dạ có. Ờ, ngày hôm qua tụi con đặt lợp có quá chừng luôn. À, bà ba hỏi cái giỡn á. Con Ki đi vô khách chơi đi. Đi vô khách chơi. Chỗ người lớn nói chuyện à, sủa không à. Đi. Có cái tiền sủa hoài một đời tao ơi. Cướp tiêu nó ra cướp đi. Ủa ngày hôm nay bà Nam có qua thăm bà ba không? Ủa cô Nam. Cô Nam có nhà không hả? Cô Nam đi thành phố làm rồi bà ba. Đi làm rồi, dạ. Nhà rồi mất tiền ra, không mà tiền đâu có mà mất ra. Dạ, bà ba hôm nay tâm người sao vậy? Có còn ho nữa không? Ho với nó khè. Ừ. Rồi là có thuốc uống khè nè. Rồi hả, khi nào nó khè thì lấy thuốc uống vô, hết thì thôi. Rồi tại chân đi tới đi lui được không? Chân thì đi tới đi lui không được. Hai cái ghế chồng rồi, rồi nhắc cái ghế gì đó, rồi lần lần thì đi. Mà tối bà ngủ không được. Sao tối bà ngủ không được? Cũng không có ngon phải không? Không có thấy khỏe không người? Gì hả? Lâu chưa bà ba? Cũng cả tháng nay rồi đó. Dạ. Rồi một đêm gì bà ba ngủ được mấy tiếng học? Không ngủ được tiếng nào ở ngày. Ngày ra đi mà ở trên nằm ngủ. Giỏi. Út, anh nó giỏi nhất nha. Đi chợ một chút gì hả? Từ sáng mơ giờ nó mua hai con vịt, đứa nhỏ trái lớn á, thích gì rồi đó, nó chưa có gì vậy thôi. Bà ba thì hồi xưa ở kế bên nhà của tụi mình á, thì hồi xưa mẹ mình ngày nào cũng chạy qua chơi với ba, và mẹ nói chuyện với bà ba giống như hai mẹ con vậy đó. Bây giờ bà ba bệnh gì bữa nay không có chạy qua chạy lại có gì vậy? Từ con biết mít cũng cho. Bà ba gán thấm khỏe khỏe nha. Ừ. Dạ, bữa nào con lâu lâu cái tụi con ghé thăm bà ba một lần. Ừ, bà cảm ơn lắm à. Bà mừng á. Vậy đó. Thì chị Hạnh đó, con bà Năm, con cô Năm. Có chồng ở trong thơm á, chồng cũng khó khăn lấy con, má cháu mũ, nó không có cho thằng nhỏ đi ra nữa. Nó đi ra thì xe cầu hư rồi, không có tiền sửa. Nó nói vậy đó, má kia đi. Rồi ông Hạnh nói không được, luôn dậu. Nhà này là nhà tình thương của xã cấp cho con trai út của bà ba. Chứ bà ba thì hồi xưa thì ở kế bên nhà mình, sau này thì bà ba về đây ở. Mà bà ba nay được bao nhiêu tuổi bà? 18 tuổi. 88 tuổi. Nữa mới chừng nữa bà ba để tuổi lại cho con nha. Dạ thôi con về rồi ba. Bà cũng cảm ơn hai con nha. Không có gì đâu bà ba. Dạ. Thôi thấy bà ba khỏe gì tụi con mừng rồi. Lâu lâu con bà ba gái khỏe rồi tụi con qua thăm nha.